Thưa quý vị, cần đặt ra mục tiêu và kế hoạch cụ thể để kiềm chế dịch trong tình hình mới, quy trách nhiệm cho lãnh đạo các địa phương nếu xảy ra thiếu sót trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở ngành, quận huyện vào cuối giờ chiều qua ngày 8 tháng 12. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, mặc dù chúng ta đã có các kế hoạch, biện pháp triển khai trong tình hình mới, nhưng việc kiểm soát hiệu quả dịch bệnh vẫn chưa đạt mục tiêu. Các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thời gian qua chưa thực sự quyết liệt, có chiều hướng buông lỏng, thả trôi. Việc này một phần rất lớn do các địa phương chưa đánh giá đúng tình hình dịch bệnh đã làm cho số ca mắc mới gia tăng từng ngày và tăng cao nhất kể từ sau khi thành phố nới lỏng theo nghị quyết 128, xuất hiện các chuỗi lây nhiễm tại các khu vực có nguy cơ cao như chợ, nhà máy xí nghiệp và cơ sở y tế. Trước diễn biến dịch phức tạp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban chỉ đạo thành phố cũng như các địa phương phải cùng nhau đặt ra mục tiêu cụ thể để kiềm chế dịch bệnh. Thì tôi đề nghị có hai cái mục tiêu cần phải đạt được. Một là bây giờ số ca nó đã lên đến 3 con số rồi, đồng chí ạ, thì chúng ta không thể để nó tăng lên vượt qua 200 ca một ngày được. Tôi nhắc lại là chúng ta phải đặt ra một cái mục tiêu thì chúng ta mới có cái biện pháp để thực hiện cái mục tiêu đó. Thì hôm nay là 168 ca là cao nhất kể từ khi chúng ta bình thường, đúng không? Nói một cách đơn giản như thế. Thì tôi đề nghị là chúng ta phải từ thành phố đến cấp quận huyện, công chí phải đặt ra mục tiêu là phải giữ và không để cho nó tăng cao lên nữa. Mục tiêu thứ hai là công chí không được để các ca bệnh chuyển nặng và tử vong. Đấy là hai cái mục tiêu chính mà vào thời điểm này chúng ta cần phải quyết tâm. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các địa phương phải tập trung lại nguồn lực cho công tác phòng chống dịch trong thời điểm này, đặc biệt là tại quận Liên Chiểu, Sơn Trà. Đề nghị ngành y tế có lực lượng ứng trực thường xuyên để hỗ trợ chống dịch tại địa phương và các khu công nghiệp, thiết lập các khu vực phong tỏa, cách ly y tế theo quy mô nhỏ và thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính để kiểm soát dịch trong khu vực này. Trên thực tế, các đồng chí nói là theo quy định là hiện nay là chúng ta không hạn chế được cái việc di chuyển một cách bình thường. Nhưng các đồng chí nhớ cho là khi ở cấp độ dịch và khi chúng ta khoanh vùng là chúng ta hoàn toàn được quyền áp dụng các biện pháp hạn chế. Đấy, cái mà vận dụng ở đây chính ở cái điểm đó là một cái khu mà chúng ta đã phong tỏa rồi thì tôi nhắc lại với các đồng chí là chúng ta được quyền thực hiện các biện pháp hành chính trong cái khu phong tỏa đấy. Chứ không phải là các đồng chí lại hiểu là lại phong tỏa mà lại như bình thường người ra vào được. Thế thì người ta mới cần chúng ta phong tỏa chứ ạ. Nên là đây là một cái điểm mà tôi cũng nhận được phản ánh của rất nhiều người dân. Và tôi đã đi kiểm tra và tôi khẳng định là chúng ta không thực hiện đúng quy định về việc phong tỏa. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, đồng thời quy trách nhiệm cho lãnh đạo địa phương nếu không triển khai kiêm nội dung này để phát sinh các ổ dịch mới. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân không chủ quan, lơ là. Đối với việc tổ chức dạy học trực tiếp, Bí thư Thành ủy yêu cầu ngành giáo dục và Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, cân nhắc các điều kiện, đặc biệt là lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh. Ngành y tế cũng cần có báo cáo kế hoạch cụ thể về công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, kể cả điều trị tại nhà lẫn điều trị tập trung. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các đơn vị địa phương nghiêm túc tiếp thu các chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, đồng thời phải kiện toàn lại bộ máy phòng chống dịch tại cơ sở, không để xảy ra tình trạng buông lỏng, chủ quan thêm nữa. Đến thời điểm này, cái chủ quan đã có rồi, cho nên cái vấn đề mà đi tuyên truyền, đi rà soát, đi nhắc nhở là nó không giống như cái thời trước đâu. Chúng ta cũng phải thừa nhận như thế. Đề nghị là các phường, các đồng chí ngày mai các đồng chí họp lại tất cả các tổ Covid, đại diện của tổ Covid để nhắc lại cái nhiệm vụ và thực hiện thông báo gian dài tại tất cả các cái nhà F1 cách ly. Các khu phong tỏa thì thực hiện nghiêm túc cái vấn đề này và xử phạt cho tôi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu ban chỉ đạo tiếp tục thành lập các tổ kiểm tra để đánh giá, giám sát tình hình chống dịch tại các địa phương. Ủy ban Nhân dân các quận huyện tăng cường
kiểm tra tổng thể, xử lý hành vi vi phạm. Riêng quận Sơn Trà và quận Liên Chiểu sớm báo cáo tình hình, phương án bổ sung lực lượng công an, quân đội hỗ trợ công tác phòng chống dịch giai đoạn hiện nay. Ngành y tế rà soát lại sinh phẩm y tế, năng lực điều trị và tiếp tục đẩy nhanh công tác tiêm chủng, xem xét tiêm mũi 3 cho các lực lượng tuyến đầu.